xong rồi thì là E2 đăng này ở đây. Ừ. Thì là cứ chỉ đấu dần thì nó quay luôn. Em quay luôn xong rồi em có cái trên YouTube và trên fanpage của anh nữa. Nếu anh cần lấy video thì cứ lấy. Đây, có cả thông tin Propel luôn. Từ Interstate này, anh hoàn toàn yên tâm. Đây là cái sequin Chuyển từ đeo đến cái văn phòng bên em ở bên Mỹ. Chúc mừng sản phẩm em thì anh hoàn toàn yên tâm. Chúc mừng lúc sau một trăm. Cái viền nó mọc, có viền. Vâng, nên là cái kích thước của nó chỉ ngang. Tích hợp vào cái phím này luôn, xong rồi tích hợp cả vào bàn tay luôn anh ạ. Tay phím này luôn á. Vâng ạ. Tích hợp nhận ra gì? Đúng rồi, ví dụ máy anh đang kiểu sleep hay là kiểu hai vào đấy đi. Chạm phát là nó lên. Cái đấy để ví dụ anh gập xuống thì cái nó không bị chạm xuống cái viền chạm ở bên dưới. Bình thường anh những cái máy đời cũ ấy, cái bàn phím nó hằn lên cái vết trên màn hình ấy. Cái này nó sẽ giúp mình ngăn cái đấy. Ở đây thì không cần làm những cái kế, chỉ là cái hình dạng. Bình thường ấy, một số hãng nó sẽ làm những cái phím cao su đây ở những cái điểm này, nhưng mà thấy nó hơi vướng, nó làm luôn một viền đây. Anh ngồi ghế xong anh ngồi đi chứ. Không, anh ngồi đi chứ. Cái này là mình tên người bản quyền anh em. Cầm khách đi, 2 mic. Anh chắc là mua máy đem lần đầu ấy. Anh mua lần nào? Vâng. Mua lần sau là tương nhanh.